cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một buổi chiều rất là đẹp trời. Em đang có mặt ở làng Chục và hôm nay em thực hiện video này. Xin phép được gửi những hình ảnh này đến với lại một gia đình đang ở bên nước Mỹ. Thưa quý vị, em xin phép được gửi những hình ảnh này đến với lại gia đình của cụ ông Huỳnh Nay. Đây là xóm Tàu Bể, thưa quý vị. Một cái quang cảnh cũng rất là quen thuộc ở nơi đây. Bây giờ em sẽ đi ra khu vực bờ kè để cập nhật những hình ảnh ở nơi đây để gia đình có thể coi lại được sự thay đổi từ năm xưa cho đến bây giờ ra sao. Bây giờ là khu vực bờ kè rất là rộng rãi cũng như là rất là khang trang, hạn chế được những cái cơn sóng dữ đập vào những cái căn nhà trò ở đây đó quý vị. Ngày xưa thì Tàu Bể nằm ngay góc bên này. Và trước tiên thì em xin phép được nói lời cảm ơn, những lời tri ân đến với lại gia đình của cụ ông Huỳnh Nay và một người anh con trai có liên lạc đến em để mà gửi về đến 500 đô la Mỹ. Trong đó thì xin phép được gửi tặng đến hội của cô Năm Phở dưới Cửa Bé, khi ngày rằm và ngày mùng 1 hàng tháng đều nấu những buổi phát ăn đến với lại bà con ở bệnh viện tỉnh Khánh Hòa là 5 triệu đồng và 7 triệu đồng thì gửi đến cho đến bếp ăn tình người Nha Trang ở khu vực phía Bắc. Bây giờ em sẽ cập nhật một đoạn từ khu vực xóm Tàu Bể đi ra bên chỗ bờ kè đây thưa quý vị. Nay trời tối rất là nhanh. À vậy đó ha. Dạ cảm ơn. Dạ ông có nói với chuyện nhiều quá. Dạ cũng được. Dạ đúng, ông đó là năm đổ á, đúng ông nói chuyện đó tiếng ủ ẩm á. Dạ dạ. Nay trời tối nhanh quá quý vị. Mới đây thôi mà đã tối rồi. Đây là dãy nhà trò của bà con và ở đây chuẩn bị hình thành một cái con đường rồi. Có cái bờ kè này cũng đỡ lắm. Chào mấy cô. Dạ. Đây là cháu ông Huỳnh Nay á. Đây đó hả? Chào chị. Chị khỏe luôn chứ chị ha? Dạ. Ngày nay em được sự liên lạc của cái anh con trai của bác Huỳnh Nay á. Em muốn ghi hình ở đây để một chút gì đó kỷ niệm đến với bà con. Ông điện rồi, ông điện rồi vậy mà bán rồi điện. Dạ. Ông đó ở đây rồi đặt rồi điện rồi. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là chị là anh em chị em họ hàng với lại ảnh. Chị như như chị cô bé hả? Cô chị chú. Dạ cô chú. Dạ dạ. Cô chết rồi. Cô chết rồi. Dạ. Xin phép được thay mặt gia đình chúc chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ. Cô cũng vậy nha cô nha. Cảm ơn cô. Dạ, chiều chiều lại là bà con mình hay ra đây ngồi hóng mát ha. Ngồi đi chơi. Giờ gió chơi mấy tiếng kêu im mình ngồi đây không à.
Dạ mấy tháng kia êm thì đỡ hơn đúng không? Ngồi đây thoải mái hơn, tại gió lòng đầu sổ mũi hết. Tháng này mùa đông khổ lắm. Dạ. Thấy chuẩn bị mùa gió là bà con mình neo thúng vào đây ổn không ạ? À? Ở đây cũng đây rất gió. Như là mùa mà gió thì tên núp trong kia. Dạ. Mùa im thì tên đậu ở đây. Cái đây mà lên. Ông Bình nay ông cũng đi biển ở đây, em đi biển không chị. À vậy đó hả? Ở đây ông ngồi điện là bà Chi là bà thấy cái gì á. Dạ. Tự về bấy gì ở đây bấy châu rồi. Bây giờ nói chúc anh chị bên đó mình giỏi. Rồi. Dạ rồi. Dạ em xin phép ha, để em đi thêm mấy vòng này để cập nhật hình ảnh để bà con cùng coi. Ở đây cũng chia ra nhiều xóm lắm quý vị. Xóm Tộc Bể tốt dưới kia, chỗ ngọn Cảnh Long á. Dưới chân núi đó là chỗ xóm Bầu. Chiều lại bà con hay ra đây hóng mát. Bây giờ thì em sẽ đi về hướng Cửa Bé để thay mặt gia đình gửi 5 triệu đồng đến với lại hội thiện nguyện mà của dì Năm Phở hay nấu ăn vào những buổi rằm và mùng 1 đến với bà con ở bệnh viện tỉnh đó quý vị. Cảnh hôm nay đẹp quá. Phía xa xa là cả thành phố luôn, lên đèn hết rồi. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ thì em đang ngồi ở ngôi nhà của bác Bảy ở trong cái xóm Tàu Bể này. Con chào bác. Dạ thưa bác, hôm nay con đến đây nè, con xin phép được trò chuyện với bác một chút xíu, tại vì con muốn thực hiện một cái video để mà làm một cái kỷ niệm đến với lại gia đình của bác Huỳnh Nay. Ngày xưa thì gia đình bác ở đây nè, thì bây giờ con mong muốn là được thay mặt gia đình thăm hỏi những bà con láng giềng cũ năm xưa. Trước tiên thì xin phép thay mặt gia đình chúc bác và gia đình được nhiều mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ. Bác ơi cho con hỏi là bác nhớ nhiều về bác Huỳnh Nay không ạ? Nhớ thì nhớ chứ mà cái ổng giờ Việt Kiều mình thì cộng mà nói coi cũng như ổng hồi trước ổng đi đến Hai Thiền, ổng ở Phú Yên rồi chứ không phải ở đây. Dạ. Khi coi cũng như ổng với thì Phong đó ổng vô đây. Dạ. Vô đây mở cái tiệm mất tóc ở trên kia. À vậy đó ha. Ở đó có chỗ thằng bán ấy rồi nè. Chỗ khai xăng dầu đi ra. Dạ, khai xăng dầu nằm ngay góc ở đây, chỗ khai gạo của bà La Kim Dung đó ha. La Kim Dung á. Dạ. Là rồi. Chỗ đó là ngay phường đây là bến xe lam cũ đúng không? Dạ. Cho con hỏi là vì sao ở đây gọi là xóm Tàu Bể vậy bác ạ? Tại hồi xưa có cái tàu của Pháp. Dạ. Nó bị chở cách mạng vô, rồi cách mạng nào công hoài kích gì ở Khánh Về này nè, hối hợp với cách mạng ở ngoài Phú Yên. Dạ. Đó, hối hợp với nhau. Gài bể, nổ bể chiếc tàu đó, thì chiếc tàu đó nó bể ra, thì thằng Pháp là như cắt. Nó bỏ cái họng lại, nó lấy khúc đít nó hàn lại, nó đi Việt Pháp. À. Thì kêu bằng Tàu Bể. Sớm Tàu Bể. Vậy cho con hỏi là cái xác Tàu Bể đó tồn tại ở đây là đến bao nhiêu năm? Và đến năm nào thì mới vẫn trục vớt à? Lâu chứ, nó không phải... Mới trục vớt đây, mới bên... ấy nó mới lấy đây mà coi như nó phải tầm giá mấy chục năm chứ. Wow, mấy chục năm luôn. Tức là mới vớt đây khoảng chừng 1-20 năm đổ lại thôi. Nhiều lắm 10 năm chứ không có nữa. À 10 năm thôi. À vậy sao lúc trước hồi nhỏ con không có biết thông tin này ta? Nếu biết thì chắc con cũng tới đây con coi rồi. Rồi xóm mình ở đây là từ xưa đến giờ là còn bà con nào lớn tuổi ở đây nữa không bác ha? Có mình là lớn tuổi nhất mà. À là bác Bảy đó ha. Dạ.
không họ cái hoàn cảnh của bác rồi đời sống sinh hoạt của bà con ở đây thì có nhiều thay đổi không bác ha? Nói chứ cũng đâu có thay đổi gì đâu, cũng như cũng làm đủ sống qua ngày chứ cũng dạ. Không có thay đổi gì. Nhưng mà ông làm từ thiện, đáng lý ông làm từ thiện ở quê mẹ ông chứ sao ông làm từ thiện ở đây. Dạ. Cái nhà trò cũng như là khu trên đây là từ năm xưa đến giờ vẫn vậy luôn hay sao bác? À, từ hồi giờ cũng vậy, mà hồi trước ông ở đây nè. Là nhà đây luôn đó hả? Không phải, hồi trước có cái đồn lính. À dạ. Ở ngay cái đây là công sẹt tư na. Ông ấy chụp, ông cắt cái chỗ đây, ông cắt ra bờ kia, ông cắt công sẹt tư na, ông vô trong cái chỗ, trong cái chỗ cõi công sẹt tư na ông ở. Ông quay mặt lên Nha Trang rồi. Dạ. Hồi đó mình có hay gặp gỡ hay trò chuyện gì nhiều không ạ? Ai? Bác với lại gia đình của bác Huỳnh Văn. Thân lắm ha. Ừ. Dạ. Ông thèm mình như thèm mẹ đi chợ gì à. Mình thấy mình không có thích. Với lại hồi đó mình nghĩ rằng con mình ngu quá cho nên nè. Mình nghĩ mình đủ sống, dư tiền sống. Tại bao cấp mà không ăn cũng trộm, không có gì hết là dư tiền sống. Dạ. Với điều kiện là mình dốc cái chỗ đó mà mình thì sai lầm. Dạ. Chứ mà mình biết vậy hồi đó mình đi là... Như là mình nghĩ là không có một ông trời nào mà biết là cái thằng Mỹ nó can thiệp, thằng Liên Hiệp Quốc nó can thiệp được cái đó. Nếu nó... người ta biết là người ta đi chết hết, người ta cũng đi nữa mà. Dạ. Tính ra là hồi đó cái anh con trai của bác nó có kể là gia đình là đi ngay trong chỗ phường luôn đó ha. Ừ. Tại vì cái hồi đó... Thì... mấy rằm bao nhiêu ông nóng không kìa đậu xanh bự lắm to. Dạ. Rồi bữa nay ông đi đi. Dạ. Mà tính ra cái hồi thời bao cấp mà những gia đình mà dư ăn dư mặc á, nhiều khi phải xé bớt áo quần ra cho nó rách để mà qua mắt nữa đó ha. Hồi hồi đó bác có gì không? Không, mình ở đây gói kể ra mình không có chế quần áo, nhưng mà mình coi như mình làm gì bán cho nhà nước. Đó. Dạ. Học đó mà nhà nước cho mình được một cái quyền đó là mấy ở bên Nhật á bán bao nhiêu là mình mua vé tiền bên Nhật đến giờ đây đưa cho mình một cái máy mới trong thùng. Là mình hồi đó mình có quy cờ gì đó. Dạ. Đồ ký cho mình một cái giấy, mình đi bất cứ ở đâu đóng ghi mới là đi đóng ghi mới chứ không có ai được khỏi đâu gì trời. Dạ. Mình vì mấy ông Quỳnh đây rồi đấy nữa thêm trò rồi thêm lắm. Ghi mới mấy mới trong thùng lấy ra là có nào nó chảy nước miếng. Nguyễn Minh Khinh nè. Dạ. Kêu lên lạy 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 tôi lạy ông nghe là tôi giùm cái. Mình nghĩ là mình dốc, nó thực tế là hậu lắm, dạ. Mình dốc. Điểm thứ nhất là mình dốc, điểm thứ hai là mình nghĩ rằng không ngờ rằng nó tranh đấu được một cái cách quá đẹp. Dạ. Ừ. Hồi đó bác có nhớ nhiều về những cái chuyến đi làm của bà con không? Đi cái tàu hải hàm từ dưới trục và đi qua bên Hòn Tre làm á. Ừ. Hồi đó bác có nhìn thấy nhiều không ạ? Nhiều chứ. Dạ. Ở đây hầu hết bà con làm ở xã Mỹ cũng nhiều đúng không? Ừ. Hầu hết đa số là đàn bà làm nhiều, làm bên đó đàn bà làm. Dạ. Không ít. Thay mặt của gia đình bác Huỳnh đây, xin kính chúc bác được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, đón một mùa Giáng sinh cũng như năm mới an lành. Dạ. Dạ con xin phép bác. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ là buổi sáng ngày mùng 1 của tháng 11, còn chỉ khoảng 2 tháng nữa thôi, mấy chục ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi. Em đang ở khu vực dưới Cửa Bé, Vĩnh Trường, Nha Trang. Và góc dưới đây là bến cá Dân Sinh, còn phía bên đây là bến tàu du lịch nè quý vị. Hôm nay có rất đông những khách du lịch đến với nơi này để mà chuẩn bị đi du ngoạn đảo. Và đây là cái chỗ hội thiện nguyện của dì Năm Phở hay nấu ăn. Bây giờ là mấy cô, mấy chị đang nấu để mà chiều nay sẽ đi đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa phát như mọi khi. Mỗi người một tay thôi quý vị. Đây là dì Tư nè, chào dì Tư. Dạ.
Đây là dì Bé với lại mấy dì đây đang là dì Lan ha, với dì Bé ha. Dạ Bé luôn với mấy dì ha. Cái này là làm chiều nay làm cái món bún trộn hả con? Bún trộn. Bây giờ mình đổ đồ chảo kia. Dạ. Thì có trứng với chả nữa. Nấu bún xong cháo chay. Cho con mở nắp son ra được không? Chưa nấu. Chưa nấu hả? À. Nghe nói chiều hôm nay là không có xe quen hả? Xe mới hả? Dạ, vì Nam là đang đi lo kiếm xe rồi. Chở hết mấy cái này đi tới nơi là cũng chất giả lắm đó quý vị. Một số mấy anh em cũng không có dám nhận đâu. Cô này như trước cũng có bán phở hay sao đó đúng không? Bánh xèo. Bánh xèo ha. Xèo bánh bèo đồ. Dạ. Wow, trứng mà làm nguyên một xô vậy luôn đó hả? Này là đến mấy trăm trứng ha. Nguyên một xô trứng mà đánh ra được nhiều đó. Cái này là rau để mà chiều nay đó hả chị Tư? Bỏ vô cháo đó ha. Đây là cái quán bò kho của chị Thoa này. Ghê quá chị Thoa hả? Buôn bán được không? Buôn bán được không? Ổn ha. Dạ. Cảnh sinh hoạt diễn ra như mọi khi đó quý vị. Chị Thoa thì bán bò kho. Ở đây cũng được nhiều du khách đến đây ủng hộ lắm. Gần như bến tàu. Sáng giờ là xe du lịch ra vô cái ngõ này liên tục luôn. À, dì Tư ơi, sáng nay không thấy dì Năm á, con gặp dì Tư chút xíu nha. Hôm nay con đến đây nè, được sự gửi gắm của anh Alan Huỳnh Ngọc bên Mỹ. Bên Mỹ thì gia đình ở dưới Chục á, ở cái xóm Tàu Bể dưới Chục á, là có bác Huỳnh này là dưới đó ai cũng biết, gửi về hội thiện nguyện của dì Năm Phở là 5 triệu đồng. Ha, con xin phép được đại diện anh Alan Huỳnh Ngọc và gia đình họ Huỳnh ở bên đó gửi 5 triệu đồng. Dì Tư đếm giùm con đi. Ảnh phải nói là rất là mến và ngưỡng mộ mấy dì, mấy chị ở đây. Lúc nào cũng có cái tấm lòng mà phát tâm những cái món ăn, đồ ăn đến với bà con ở bệnh viện thì hết sức là đáng quý. Bây giờ trong mấy hội đi, chúng thay mặt cho Nam cũng cảm ơn mấy người đó, tên gì hôm qua không biết, không nhớ mấy. Dạ. Anh em mấy chú bác thì chỉ hay về gì không biết, mà cảm ơn mấy đó cũng giúp đỡ rồi cho cái hội từ thiện, cũng có tiền đồ đỡ trang trải cho đó, dư rồi đã dành rồi đợt sau đi vô trong chùa, mua đồ vô trong chùa gì từ gì á, chùa Khoai Mì. Chùa Khoai Mì ha. Đợt sau là không có đấu ở đây. Đi. Dạ. Vô trong chùa Phi Mì mua gạo, mua yến, mua đồ vô cho ổng chiến. Cảm ơn ông sư đó. Ông sư đó. Khổ quá hả? Khổ quá. Giờ nó cũng nói là cai ủng hộ nhiều ít rồi để dành tiền nó vô cho ổng chiến. Dạ. Ăn Tết. Nghĩ đây là một đợt. Sắp tới là ngày rằm ra là đi chùa chứ không có nấu nữa. Còn ngoài cái ngày đó ra là như mỗi khi hàng tháng ai làm. Dạ. Cũng thay mặt cho Năm cũng cảm ơn đồ mấy người bên đó giúp đỡ đồ cho cái hội đây cũng được. Dạ. Bây giờ Bé nói thêm rồi. Dạ. Trời, Bé nó nói thêm rồi. Dì Bé ha. Đây. Dạ. Dì Bé ơi. Dì Bé đây. Rồi. Dì Bé có điều gì muốn chia sẻ nữa không nè? Đây cầm giùm con cái đây. Mấy chị em mạnh thường quân ở bên nước ngoài đã ủng hộ cho cái nhóm quỹ từ thiện của Năm Phở. Mấy chị em đây cũng xin cảm ơn chị, mấy chị em bên đó rất là nhiều đã ủng hộ cho chị em ở đây có chút tiền để rộng rãi để cho từ thiện. Dạ. Ở bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.
cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Cho phép con ha, được thay mặt anh Alan Huỳnh Ngọc cũng như là bác Huỳnh Nay và gia đình họ Huỳnh bên đó chúc mấy dì mấy chị đây được mạnh khỏe bình an, giữ vững cái tinh thần lúc nào cũng phục vụ bà con ha. Rồi chúc mấy dì nhiều sức khỏe nha. Dạ. Alan, Alan Huỳnh Ngọc. Dạ, tên tiếng Anh á. Dạ rồi. Thôi giờ mấy cô nấu ha, mấy cô mấy dì nấu nha. Dạ. Chiều chiều con sẽ ghé lại. Con chào dì Tư nghe. Dạ sao anh? Dạ thôi được rồi, em không uống được cà phê đâu. Đây là anh Lợi nè, chồng chị Thoa nè. Chuẩn bị đi lá tàu ha. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Chào chị Thoa luôn. Dạ. Cái này nếu mà mẹ chị Thoa có coi á thì thấy cái cảnh chị Thoa buôn bán cũng được lắm nè, mừng cho chị ha. Ở đây gần với bến tàu cho nên bà con tới đây ủng hộ nhiều.